Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách kết nối tri thức bài 23 phép trừ các số có nhiều chữ số tiết 2. Rồi các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 4 sách kết nối tri thức bằng cách là các em gõ với từ khóa toán 4 kết nối thành đô vlog. Rồi trong video hôm nay chúng ta sang phần luyện tập. Bài tập số 1, các em điền số tích hợp vào các ô trống. Trước hết là chúng ta có số bị trừ 538.239, số trừ là 27.018. Muốn tìm hiệu thì ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ, tức là 538.239 trừ đi 27.018. Các em nhớ là 20.000 đặt thẳng cột với 30.000. 27.018. Rồi các em trừ từ bên phải sang bên trái. 9 trừ 8 bằng 1. 3 trừ 1 bằng 2. 2 trừ 0 bằng 2. 8 trừ 7 bằng 1. 3 trừ 2 bằng 1. Hạ 5. Ta tìm được hiệu là 511.221. Tiếp theo số bị trừ là 347.287. Số trừ là 20.026. Muốn tìm hiệu thì các em lấy số bị trừ trừ đi số trừ. Các em lấy số bị trừ trừ đi số trừ. Các em trừ từ bên phải sang bên trái. 7 trừ 6 bằng 1. 8 trừ 2 bằng 6. 2 trừ 0 bằng 2. 7 trừ 0 bằng 7. 4 trừ 2 bằng 2. Hạ 3. 327.261. Rồi ở cột này chúng ta có số bị trừ và có hiệu. Vậy muốn tìm số trừ thì các em nhớ lại cách tìm thành phần chưa biết của phép trừ. Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu, tức là lấy 432.000 trừ đi 231.000. 432.000 trừ đi 231.000. 0 trừ 0 bằng 0. 0 trừ 0 bằng 0. 0 trừ 0 bằng 0. 2 trừ 1 bằng 1. 3 trừ 3 bằng 0. 4 trừ 2 bằng 2. 201.000. Rồi ở cột này chúng ta có số trừ, hiệu. Bây giờ các em tìm số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ, tức là các em lấy 452.000 cộng với 227.000. 452.000 cộng với 227.000. 0 cộng 0 bằng 0. 0 cộng 0 bằng 0. 0 cộng 0 bằng 0. 2 cộng 7 bằng 9. 5 cộng 2 bằng 7. 4 cộng 2 bằng 6. 679.000. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2, tìm chữ số thích hợp. Rồi, chúng ta có phép trừ thứ nhất. Các em cứ trừ bình thường, trừ từ bên phải sang bên trái. 4 không trừ được 6, lấy 14 trừ 6 bằng 8, viết 8 nhớ 1. 1 trừ 1 bằng 0. 0 trừ mấy bằng 0? 0 trừ 0 bằng 0. 9 trừ 7 bằng 2. 2 không trừ được 3, lấy 12 trừ 3 bằng 9,
Viết 9 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3. Mấy trừ 3 bằng 1? À, 4 trừ 3 bằng 1. 6 trừ 1 bằng 5. Các em làm tương tự đối với phép trừ thứ hai. Các em trừ từ bên phải sang bên trái. Rồi, trước hết là mấy trừ 0 bằng 8? À, 8 trừ 0 bằng 8. 1 không trừ được 3. Lấy 11 trừ 3 bằng 8. Viết 8 nhớ 1. 5 trừ 1 bằng 4. 4 trừ mấy bằng 0? À, 4 trừ 4 bằng 0. 7 trừ 7 bằng 0. 0 không trừ được 2. Lấy 10 trừ 2 bằng 8. Viết 8 nhớ 1. 5 trừ 1 bằng 4. 4 trừ mấy bằng 1? À, 4 trừ 3 bằng 1. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Robot mời Việt Nam, Mai và My đi xem phim. Biết tiền vé của cả 4 bạn, Mai, Nam, Việt và Robot là 320.000 đồng. Tiền vé của My, à, My là bé nhất, cho nên tiền vé của My chỉ có 50.000 đồng thôi. Robot đưa tờ tiền 500.000 đồng cho người bán vé, hỏi người bán vé phải trả lại robot bao nhiêu tiền. Rồi, trước hết là các em hình dung. Tiền vé của cả 4 bạn, Robot, Việt, Nam, Mai là 320.000 đồng. Riêng My là bé nhất thì tiền vé chỉ có 50.000 đồng thôi. Được chưa? Robot đưa tờ tiền 500.000 đồng. Đưa 500.000 đồng cho người bán vé. Hỏi người bán vé phải trả lại cho robot bao nhiêu tiền. Đưa 500.000 đồng, trả lại bao nhiêu đồng? Rồi, muốn biết trả lại bao nhiêu tiền thì trước hết là các em tính tổng số tiền vé của 5 bạn bằng cách lấy 320.000 cộng với 50.000. Sau đó là các em lấy 500.000 trừ đi số tiền vé của 5 bạn phải trả, thì chúng ta sẽ tìm được là số tiền mà người bán vé phải trả lại cho robot. Đầu tiên là các em tính tổng số tiền vé của 5 bạn này bằng cách lấy 320.000 cộng với 50.000. Sau đó là các em lấy số tiền là 500.000 đồng trừ đi số tiền mà các em vừa tính được, thì sẽ tìm được số tiền mà người bán vé cần phải trả lại cho robot. Rồi, trước hết là chúng ta tính tổng số tiền vé của cả 5 bạn. 4 bạn là 320.000 cộng thêm số tiền vé của My là 50.000 bằng 370.000. 5 bạn mua vé chỉ hết 370.000 đồng thôi, mà robot đưa cho người bán vé tờ 500.000 đồng. Vậy người bán vé phải trả lại robot số tiền là 500.000 trừ đi 370.000 bằng 130.000 đồng. Các em nhớ đáp số. Tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Robot viết số 2.130.574 lên bảng. Xóa đi một chữ số bất kỳ để thu được số có 6 chữ số. À, số đang có 7 chữ số. Bây giờ chúng ta xóa đi một chữ số bất kỳ để thu được số có 6 chữ số. A, tìm số lớn nhất, số bé nhất có thể nhận được sau khi xóa. Rồi, 2.130.574. Số này đang có 7 chữ số. Bây giờ chúng ta xóa đi một chữ số bất kỳ để thu được số có 6 chữ số. Sao cho chúng ta tìm được số lớn nhất có thể nhận được? À, ở đây các em chỉ được phép xóa đi một chữ số thôi. Mà muốn tìm được số lớn nhất sau khi xóa, thì chắc chắn là chúng ta không thể xóa chữ số 2 được. Bởi vì 2 so với 1 thì 2 là lớn hơn. Được chưa? Vậy các em chỉ có thể xóa 1 thôi, không được xóa 2.
thì chúng ta nhận được số là 230.574. A, số lớn nhất có thể nhận được sau khi xóa là 230.574. Rồi. Bây giờ các em tìm số bé nhất có thể nhận được sau khi xóa. Số bé nhất có thể nhận được sau khi xóa. Ở đây 2 và 1. 2 và 1 thì 1 là bé hơn. Vậy các em không thể xóa 1 mà các em chỉ có thể xóa 2 thôi. Thì ta sẽ nhận được số bé nhất có thể là 130.574. Số lớn nhất có thể nhận được sau khi xóa là 130.574. B. Tín hiệu của số lớn nhất và số bé nhất tìm được ở câu E. Hiệu của số lớn nhất và số bé nhất tìm được ở câu E là các em lấy số lớn nhất trừ đi số bé nhất. 230.574 trừ đi 130.574 thì bằng 574 trừ 574 là bằng 0. Được chưa? 230.000 trừ đi 130.000. 230 trừ đi 130 thì bằng 100. Tức là 100.000. Rồi, như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc em học tốt.